Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay 13 tháng 2 năm 2022, giá lúa gạo cuối tuần ổn định. Giá lúa gạo hôm nay cuối tuần tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng đi ngang, giao dịch gạo nếp và gạo thơm sôi động, các kho thu mua ổn định. Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo nguyên liệu ổn định, các kho cung ứng thu mua cũng ổn định. Khách hàng Trung Quốc hỏi mua tấm nếp Long An nhiều hơn sau thời gian sử dụng tấm nếp nội địa. Giá lúa gạo ổn định, giao dịch lúa thơm chưa nhiều. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo Việt duy trì ổn định, mức 393 đô với gạo 5% tấm, 373 đô đối với gạo 25% tấm và 328 đô đối với gạo 100% tấm. Về thị trường xuất khẩu, trong tháng 1 năm 2022, xuất khẩu đi thị trường Philippines, Malaysia bật tăng mạnh sau vài tháng ảm đạm, trong khi xuất khẩu đi Trung Quốc và châu Phi khá thấp. Trong tuần qua, Philippines vẫn là thị trường lớn nhất khi giao hàng gạo đi thị trường này, chiếm 50% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Với thị trường châu Phi, Trung Quốc, chủng loại gạo giao chủ yếu là tấm thơm, gạo thơm, giao dịch đang dần sôi động hơn. Giá lúa cụ thể hôm nay như sau: tại An Giang, nếp vỏ tươi Long An 5.200 đến 5.400 đồng, OM380 giá 5.400 đến 5.500, nếp An Giang loại 3 tháng 5.100 đến 5.300 đồng, IR50404 giá 5.200 đến 5.400, nàng hoa chín 5.900 đến 6.000 đồng, đài thơm 8 5.900 đến 6.000 đồng, OM5451 giá 5.300 đến 5.500, OM18 giá 5.800 đến 6.000 đồng. Nếp Long An khô 6.500 đồng, nếp vỏ khô Long An, nếp vỏ khô An Giang nha bà con là 6.800 đồng. Tại Sóc Trăng, OM5451 5.500 đến 5.700, OM18 giá 5.500 đến 6.000 đồng, IR50404 5.300 đến 5.500 đồng, VNR20 5.400 đến 5.600, đài thơm 8 5.700 đến 5.900, lúa BC10 5.300 đến 5.500 đồng, RVT 6.800 đến 7.000 đồng, ST24 7.000 đến 7.200 đồng, ST25 7.300 đến 7.800 đồng, ST tím 6.100 đến 6.400. Tại Kiên Giang, lúa Nhật DS1 6.700 7.000 đồng, lúa tươi IR50404 5.200 đến 5.300, OM380 5.100 đến 5.300, OM5451 5.300 đến 5.500, OM18 5.700 đến 5.800, đài thơm 8 5.800 đến 5.900, nàng hoa 6.100 đến 6.200, VNR20 5.500 đến 5.700. Bà con lưu ý giá chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa. Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Bà con hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây để theo dõi các nội dung nhanh chóng và dễ dàng. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.